Thưa Pê Nhung, Đảng Bộ Viên Chiêm Hóa nhiệm kỳ Long Xì Lê Nghi Xếp Há này tập ốc chỉ tiêu, cục này lông khai phân là nền hóa hăng bay hấn lân làm phân bạc. Tiêu cục đáy công việc cáng dâu khờn, lưu khai phân hệ thống chính trị, xin hề hào con cục việc con cách cục việc đơi hơn, đáy việc hơn, nâng làng mức đẹp khai sàn cuộc hay Pê Nhung. Đại căn si dò lân, cho tên nàng lộp là án hó, cho vùng bình nhân bản triệt sục này hơn. Hỗ trợ trạch vốn của ngành kinh tế để bên chuyển hóa họ hiệu quả đời lại về vượt quả. Chiều chính sách đo lai dạng hướng lần lại đối tượng thụ hưởng đã sẽ đang tạo điều kiện hái cho mô hình kinh tế mà hiệu quả để lắp hấn, có phân ở lông là nó. Lúc đấy, đâm hệ háo, trên xin há bạc là hần hó, nèm hó, há mó coi hó đáy giải ngân, còn hơn tham bạc cấu xếp tỷ môn, đã xèn vốn tín dụng chính sách. Xèn vốn họ ngân hàng chính sách rồi đầu tư lên cầu tiêu cụ mình kinh tế bọc an toàn mười nấy cầu siêu lành cụ mình toàn mười nấy cùng lời hãy thành công cầu si hai pay tiêu bỏ hoài ngân hàng đầu tư vào tiếp chúng tôi đã đài xèn vốn trẻ tăng ngân hàng chính sách rồi xưa giờ đời bên Lào đã tuyên truyền lần cho bán sở cho tổ chức chính trị rồi xe cặp cục vịt hỗ trợ hãy cho là nó để trẻ vốn tiêu ọc khỏi họ đài cấp bên lần hèn thoại cho là nó kèm chuẩn nó lại chiều xin đại viên họ ọc tiêu mọi giải pháp tháo ken hó, là lớp tập huấn giả soát là nó nèm hó, đáy ủy ban nhân dân viên họ ọc tiêu on sang kiến thức kỹ năng, tại đấy đảm bảo cục thực đối tượng khách quan minh bạch, mời lai về cục tiêu cục đưa công việc ao lông hó hoàng viên, phòng lao động thương binh sau xã hội viên đẩy mạnh với cục chương trình mục tiêu đàn hùng ao lông hó mãn đời, còn là chính sách công việc nèm cái lợi, tại lớp bảy lượng đấy ủy ban nhân dân viên đã họp chiến lớp dài nghỉ hãy long bạc lời xin phá lan hẳn. Trước dự án nâng sương mô phăn bé sương cây nò bọc cờ mười mai ở nàng đọc bực vạt tê si dầu chỗ xe nâng hó nâng Bình Phú Yên Lập Hà Lan Trung Hà Linh Phú Trì Phú đã theo hướng của mạch kinh tế hãy là lan hận lúc nấy phương làn hó dầu viên chỉ hóa nâng mới hơn xịp có phương bạc còn hơn lộc xin lan tập trung cục chương trình mục tiêu lan hùng ở lồng hó mãn đời tranh xây cục dự án tây ngươi đài lại dạng hóa sinh kế ở lồng hó đã tham mưu hái ủy ban nhân dân viên chỉ đạo cho sở đăng ký cho dự án hỗ trợ cụm kinh cộng đồng đèn sừng vọng mỹ dầu sở trung hà viên chuyển hóa tiền mới la bên ung chiết sục nền hình xì đẹp nừng hó cái bài cái nấy sở đã ọc lành cục cho giải pháp tiểu lông hó mán đời đùi mỏ áo thang chất lượng xì đẹp hải hân dần họp cho chương trình hỗ trợ sinh kế hải hân dần đại sở trung hà hèn xì việc cụm hiệu quả đời áo lông hó bàn rằng cục thay đổi cách ngấm cách cục sau lập hấn hoặc vạt cho mô hình cục kiền hiệu quả dự án sừng phà tâm xì sắt đời cho hòn cạn lốc hậu cón cho là hẳn đỡ trợ ba phân làm hen sừng sau dài kỹ thuật chạm sừng hiện tại thì cũng thấy lúc nấy câu xì thiên phan phan ấy hợp cón khí hậu thời tiết giờ lấy bực xì vải lan câu xì tánh họ phạt bể tiêu sừng thèm pà gia đình cũng có hướng mở rộng thêm mấy bể nữa để nuôi thêm. Xin sơ mời phương làn hó, nèm hó nâng làng. Với cặn Trung Hà nạ đáy, áo với cỗ trợ ân dân, áo làng lộ nhập, áo lông hó xì cùng với chảnh. Có phương tiêu sơ đặt chuẩn bán mương cụ nằm họ bày lòng xin lời nghiệp lời. Dù kháy hỗ trợ sinh kế, bình trong mô hình dự án, sơ sử dụng hiệu quả sen vốn tín dụng, ưu đãi, theo bình hùng bòi háo cục kiền, bùn bán. Chính sách hỗ trợ cục làn dầu đáy giỏ lân họ ọc. Bên ấy, Trung Hà phấn đấu, xóa há xếp chịt làn tầm, làn đồ vầy. Xuôi lời xịp há lan hén hó, mời tiền dầu lập nghiệp. Cho lan mò nấy, xin động lực từ cho lần vườn hấn của mảnh kinh tế. Về nội cận, cho tổ chức đoàn thể dù đầy sờ, xin đạo họ ọc là việc cục, mô hình hợp cón, giúp hồi viên. Tê xin làn hó, nèm hó, của mảnh cục kín, áo thang thu nhập, sợ áo thang chất lượng gì đẹp. Đối với xã cũng đã triển khai các cái cơ chế chính sách. Còn giờ, xin đạo họ cho chính sách lần hẳn dân, nâng hỗ trợ trạch vốn ưu đãi tiêu phê nông cụ mạch kinh tế, xen vốn trạch tiêu cục làn, hỗ trợ ẩn dân tiêu mạch ảnh hướng cục mạch, nâng chuỗi liên kết sừng phá tâm, kèm chương trình mục tiêu lan nùm, cụ mạch kinh tế xã hội đã phê nông triệt sục nền ăn sau lão đòi quyền tạm. Theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng dân tộc thiểu số. Trung Hà, ọc lành áo lông hó, phân làn hó mời về tái xếp lam phân bạc, háo thương bày nấy. Có hạn ọc lành hoang kệ thống chính trị, ăn đầu tư hỗ trợ hoang là núm, ăn đùi mọt tư duy đời của mạch kinh tế hoang cho là hẳn, sẽ động lực tiêu xa cuộc đến mục tiêu nấy, sẽ đặt chuẩn bán mức cuộc nạp mọ và lòng xin lời nghiệp lời. Công việc áo lông hó hoang vi trị hóa đã đặt đáy lại kết quả đời, từng xin đồng mệt cho ăn hó, thách thức,
nâng tiến độ giải ngân sen vốn cho dự án chương trình mục tiêu lan núm a lông hóa mãn đời nằng nhòm tình hình thiên tai ảnh hưởng bực lên cung mạch kinh tế xã hội. Cấp ủy chính quyền sản dân dầu viên Chiêm Hóa đã sẽ đang óc lành hướng lên mục tiêu a lông hóa mãn đời.